Giới thiệu các bạn, đây là thành phẩm của viên nén mùn cưa nhá. Sau khi đã ra xong rồi. Cái này là chưa được ấy lắm, bởi vì là bản thân mình ấy là đây là lô đầu tiên để đang thử nghiệm cho ngắn đi này. Cái thứ hai nữa là khi mà máy nó chân chu chạy, nó cái khuôn nó nóng, nó chạy được khoảng tầm vài tấn rồi thì bắt đầu là cái viên nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ sạch hơn, nó sẽ chắc hơn. Đây là chưa ấy, nhưng mà nếu mà hàng ngày nó là bán được rồi. Thôi chị soi em cho em biết. Anh ơi, anh soi nha.